Rồi, hello, xin chào anh em. Hôm nay lại có món Canon 2009 gửi tới anh em. Chúng ta cùng xem cái lỗi nó bị như thế nào nhá. Rồi, ở đây này có một lỗi dọc từ trên xuống dưới. Với cái lỗi này thì chắc chắn luôn một điều là liên quan đến phần sấy rồi nha anh em. Và chúng ta cùng xử lý nhá, kiểm tra tay lô sấy. Để tháo được em này thì cần cái gì? Một tua vít này, tua vít hai cạnh này, kìm này, cái mà không thể thiếu để xử lý đó là không có sấy, kéo ép cần thiết nếu mà thay. Rồi, chúng ta cùng làm nhé. Trước hết chúng ta gỡ bỏ hết nguồn điện ra, tháo bộ mực ra này. Cái cá đây là một này, trên này là hai này. Đã, mở lấy ra này, đây có thêm một cái cá nữa này, để lấy ra này, dựng lên này, đây có một cái cá này, thì đấy có cái cá này, đấy nhá. Sau đó những gương lên được này, các bạn chỉ cần đặt về đằng trước thôi. Bên còn lại bên này cũng tương tự như vậy nhá. Trên các bạn tháo hai con ốc này ra mà thôi này. Đây một con này. Và đây một con nữa. Tiếp đến chúng ta tháo cái gạt để mở hộp mực này, để lấy hộp mực này đó. Cho nó vào đây để nó bị rơi. Mở nắp đít ra, giật nó xuống này. Tại sao phải giật xuống? Ở đây nó có cái khóa này, cái ngoàm này đó. Tiếp đến và chúng ta tháo bốn con ốc, à ba con ốc này ra này, 1, 2, 3. Ra thì chúng ta tháo cái giắc cắm điện. Đây 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Còn cái giắc này thì chúng ta không cần phải nhổ nó ra. Bên cạnh đó chúng ta tháo cái dây cáp này ra nữa này.
các bạn. Bây giờ tôi tháo cái hai con ốc úp trên sấy này ra, chúng ta sẽ nhìn thấy đây này. À, các bạn thông cảm nhé, bởi vì video một mình tôi vừa làm, tôi vừa quay cho các bạn xem, cho nên nó sẽ không được đẹp, cũng như là không được chuyên nghiệp, bởi vì tôi muốn thực tế. Đây các bạn gấp cái lò xo này ra này. Để con ra một bên. Đầu này cũng vậy này. Xong, sau đó chúng ta tháo cái dây này ra này. Đây là nguồn thấp cho thanh nhiệt này. Đây nha các bạn. Đó, lụa là rách đôi này. Cái này thì chúng ta chỉ cần đẩy ra là nó sẽ rời ra. Đó, đây. Tôi tháo cái này, các bạn đã nhìn thấy cái rách của lụa đúng không? Đây, mực dính ở trên xương sấy này. Chúng ta lau sạch đi nhá, vệ sinh sạch sạch cái sấy, cái vệ sinh sạch cái mỡ nhiệt cũ đi. Rồi, chúng ta tiến hành thay. Ở trong cái lụa này là đã có một cái mỡ nhiệt rồi nha các bạn. Trong đây nó có một thứ mỡ nhiệt rồi. Đây các bạn. Chỉ cần cái túi nhỏ này đã đủ để chúng ta thay rồi. Sau đó chúng ta thay lụa vào. Ok. Xong nha các bạn, chúng ta lắp lại này, đây lắp nó có hai đầu này. Các bạn nhớ là cái dây to này nó sẽ quay về đằng bánh răng.
Rồi, xong rồi nha các bạn. Và chúng ta lắp cái ốp sấy này. Và chúng ta lẹp lại dây là xong. Mình nghe đây. Anh đây em ơi. Bây giờ chúng ta chỉ còn khâu đó là luồn cái dây này. Chúng ta lẹp dây. Rồi. Sau đó chúng ta lắp vào. Chúng ta bắt ba con ốc này vào nha. Ok, rồi. Rồi. Các bạn đi mời cái dây này vào là xong này. Đó, cắm rác vào. Xong rồi nha các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta in thử luôn. Này không cần phải lắp hết, chúng ta cũng vẫn in được các bạn. Tôi cho mực vào. Để thử này. Này. Tôi phải chèn cái công tắc này lại này. Tiếp theo là chúng ta phải che cái gương này lại này, không để ánh sáng nó vào. Hết rồi nha các bạn. Và đầu tiên vẫn bị là do cái vết cũ nó dính ở trên sấy á. Tờ thứ hai là hết này. Rồi, như vậy là tôi đã hướng dẫn các bạn cái cách xử lý
kiểm tra máy cũng như là thay lô sấy của con máy Canon 2009. Và trong quá trình các bạn sử dụng cũng như là sửa chữa mà có vấn đề gì cần tham khảo thì hãy vui lòng gọi hoặc là nhắn qua cái số Zalo tôi để ở trên bên dưới video ấy. Rồi, nếu các bạn cảm thấy hay và ý nghĩa thì các bạn cho một follow và đừng quên đăng ký kênh nha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Rồi, bye bye, xin chào các bạn. Đó, quả đêm rất đẹp. Rồi.